Ay, yeah, yeah, ay. Execute, yeah, yeah. Ay. I see money, hai câu xong mà khiến tụi nó phải ngó liền. Anh mình nói là anh hơi căng nhưng được cái tính anh nói hiền. Em muốn book từ anh đi show để ok em anh tới liền. Làm chuyện lớn ngoài cái căng thì việc đầu tiên phải có tiền. Anh lên xe, lấy chiến hàng, ngồi ngưng cam, cô ghen gạt. Vô mấy cái hàng, thấy mấy cái dạng, lấy cho mấy cha nó còn sống an nhàng. Quay tay làm chuyện cái cô chơi này không đáng. Mày lo đi làm anh đây tiền tông vào trong tháng. Không bao giờ ngán, ta sẽ lại cán. Cố gắng tiếp tục để ngày mai lên tiếng đàn. Underground, bước vào cuộc chơi không được cao. Nhưng mà làm sao để cho tụi tao có thể vượt qua hết những nước đau. Mà tao đâu là con bãi giống kim nhường. Tao là lo soi một ý chí điên cuồng. Không có mục tiêu để các bạn thì chiến thắng. Vượt qua tới cây đắng một chi kiên cường. Nên bây giờ bao trang này có thể được thay đổi. Nó giống như cảm xúc của lúc up và lúc down. Tôi cảm ơn thần bại và giữa lúc tôi hoàn nạn. Mà dần dần một cuộc thì nó đã đến giúp tao. Sao đau, lòng nhiệt đó cũng giúp tao. Có công việc mới mình được thuộc. Mà tao xin cách bao mình nếu không nó tiếc chứ sao. Khi mấy cậu nghe anh mới bảo để ổn đi qua là ly ai khu. Mày muốn sức được mày với chị được mở cái nạo và nghe đi cứu. Mấy thằng nhảy đến toàn là fuck mày đem hip hop mày ra nghiên cứu. Nói tăng ra mày chỉ là fuck mày nhai mày nhớ đi rap với su. Yeah ooh. Nhớ mày đưa đi rap với su. Yeah ooh. Nhà mày đưa đi rap với su. Yeah ooh. Nhà mày đưa đi rap với su. Yeah ooh. Lanh quanh ở khâu Tân Phúc. Solo mode khi gặp nàng thì không ai cút. Stay solid, honestly đưa cân không bút. On a weekend đi ngày mai ở trong phòng thuốc. Biết tao này có tiềm năng băng dịch flow thì ơi bị ác. Như là gold mà đen lưu kỳ chưa được ai mò đến khai thác. Đừng gọi anh là thằng đạo sĩ vì làm nhạc thì nó phải khác. Ram và bo như đi hành quân chứ không có phải theo kiểu rai rác. Yeah yeah. Vô cô như là hắc lòng nghe qua là thấy ngon. Khi mấy cô yêu kia vừa đứng ngồi lại đứng và vừa lắc mộng. Bên xa ai mà chọn thì các em đừng bao giờ hỏi là mấy cái thứ đó nó có sắc không. Nghĩ chỉ chờ mất công anh mà xuống tay để trong em thì không biết còn đủ đất không. Yeah. I can kill a bit, which is càng như you just see. And now anh nói sao anh vô tâm thì sorry. Anh đi không để ý, bởi vì anh đi không thể phí thời gian vào những đường đi về bi. Mấy thằng nhóc này cứ sụ căng, nhưng khi gặp anh thì không kể lý. Yeah. Nhai mày như tiramisu. Yeah. Nhai mày như tiramisu. Yeah. Nhai mày như tiramisu.